vẫn thường nghĩ chắc có lẽ anh sẽ không yêu thêm một ai, bởi cảm xúc trong trái tim anh dường như đã khép lại. Nhưng từ lúc anh gặp em, anh có suy nghĩ trở lại rằng anh sẽ yêu thêm một người. Bên cạnh em, anh cảm thấy mình rất vui, mọi thứ xung quanh như trở nên rất quen thuộc. Em à, anh đã biết đọc suy nghĩ của trái tim rằng sẽ yêu thêm người nữa. Dẫu vẫn biết đoạn đường còn dài, những gấp khúc trong cuộc sống, nhưng mỗi khi nghĩ về em, anh lại có thêm động lực để bước tiếp trong tình yêu. Để gọi là những lúc khi anh cô đơn, anh sẽ có em bên cạnh. Và những khi em cần có anh sẽ chạy đến bên em. Đơn giản là vì anh yêu em, vì anh muốn trao cho em tất cả những gì mà anh có. Em biết không, sẽ rất khó nếu như em không hiểu được tình anh. Anh sẽ cố làm tất cả để trở thành một người tốt, xứng đáng với những gì yêu thương em dành cho anh. Em à, mỗi ngày trôi qua bên cạnh em, anh cảm thấy mình thật sự ý nghĩa, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và trở thành một người tốt hơn. Có lẽ giá trị của cuộc sống không phải là khi chúng ta có được tiền tài vật chất hay địa vị cao quý, mà đơn giản là người ở bên cạnh mình. Anh yêu em.